Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen đã hội đàm trực tuyến, trao đổi các biện pháp nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác Việt Nam-Campuchia, hợp tác trong ASEAN và một số vấn đề hai bên cùng quan tâm. Tại hội đàm, hai thủ tướng nhất trí sẽ tiếp tục tăng cường quan hệ tin cậy gắn bó, đưa hợp tác hai nước phát triển mạnh mẽ, sâu rộng và bền vững trên tất cả các lĩnh vực. Hai bên đánh giá cao việc các cơ quan lập pháp của hai nước đã thông qua hai văn kiện pháp lý về biên giới, gồm Hiệp ước bổ sung Hiệp ước Hoạch định biên giới quốc gia năm 1985, Hiệp ước bổ sung năm 2005 và Nghị định thư phân giới cắm mốc biên giới trên đất liền giữa hai nước, tiến hành lễ bàn giao bộ bản đồ địa hình biên giới đất liền Việt Nam-Campuchia. Hai bên cũng nhất trí xúc tiến tổ chức kỳ họp Ủy ban hỗn hợp Việt Nam-Campuchia lần thứ 18, khẳng định tiếp tục phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn khu vực quốc tế, nhất là trong ASEAN và tại các cơ chế hợp tác tiểu vùng.